Hello. Lần sau bạn sẽ cố gắng nhớ cái lịch học hơn nhé. Lịch học sáng thứ ba và sáng thứ năm nhé. Rồi, cô và chiều cho sổ. Cửa sổ của cô. Bé. Cái sau này làm gì? Rồi. Bây giờ bạn làm cho cô bài này. Con tưởng là mình là sai, định giải là cái sự sai sai đấy. Con vừa làm vô tô special, không phải là vô tô special. Để làm sai nữa. Và tại sai mắt. Hãy sắp xếp bỏ chữ gì nhỉ? Câu sau thành bài hội thoại. Được chưa? Sắp xếp những câu thành bài hội thoại. Được tiếp theo. Cô đang không nhìn thấy cái file quát đấy không? Không nhìn thấy cái cửa sổ của cô á. Vâng, nó đang chỉ hiện cái file quát đó. Cái mà mở ra cái mới ạ. Ừ. Rồi ra lần này. Không nhìn thấy đâu rồi. Rồi option này. Chấm vô phút này. Hai ô này. Bây giờ có nhìn thấy cửa sổ file and display ạ. Con không ạ. Mẹ con chủ của tôi không nhìn thấy nó đen như này. Mẹ cô gọi mình có để thông tin nhắn nó đen như thế. Là nó màu đen. Bà này làm thế nào vậy? Cô nãy giờ cô nói mà không nghe à? Bà sắp nãy xếp. Nãy giờ biết con bị mắc bị kiểu gì không? Không nhìn thấy đâu này. Sắp xếp thành đoạn hội thoại được chưa? À. Sắp xếp sau thành đoạn hội thoại. Bây giờ có nhìn thấy cái màn hình Excel không? Có ạ. Đấy, lại sao mình đen ạ? Vâng ạ. Từ giờ bài này để cô xử lý không lớp mình có bạn nào có máy tính à? Bạn nào máy tính? Bạn nào lớp mình dùng máy tính đấy? Mà hôm trước cô bảo lớp trưởng làm cho cô bé này, lớp trưởng đã làm chưa đây? Lớp trưởng gửi cho cô từ ở đâu ấy? Nhắn cho cô ở trong phần chat riêng hôm trước nhỉ? Xong chưa? Có. Rồi nào, câu đầu tiên là câu một. Câu 5 ạ. Rồi, tiếp nào câu 2 nào. 10. Rồi, tiếp 3. 1. Rồi, tiếp 4 nào.
năm nào? Ba. À, hao. Ba, ba, ba. Không, câu 6 chưa phải là 3 đâu. Vẫn hỏi về những cái kiểu như là gì đây, phải là 9. 9 đúng rồi, tiếp. 2. Đúng rồi. Tiếp nào. 3. Xong không? Rồi. 8. Rồi. 4. Cái nào đó. Và cuối cùng là 7. Rồi, ok. Đây làm cho cô bài này nhé. Hãy tìm từ có cách đọc khác. Đây là những bài thái hả? Rồi câu 1 nào. B. Rồi câu 2. A. Rồi bây giờ cô sẽ hỏi một bạn có máy tính đi nhá. Bạn là có máy tính. D. Ra lên một cô này. Rồi tiếp 4 nào. C. Minh Hiền này. Cô Minh Hiền đây. Không, câu 4 phải là A nhá. Câu 1 này nào là class. Class được chưa? Còn đây là thank là âm AE này. Thank, man, và family. Cô ơi, không may con đang điện thoại, con không chụp máy tính á. Tiếp câu 5 nào. A, C. C, cái này đọc là như nào? Đây như chính là tên nghề nghiệp của bố bạn Hưng ấy. Bố bạn Hưng làm nghề gì nhỉ? Con đây ạ, à. Con kỹ sư. Kiến trúc sư. Đúng không? Trong danh sách điện thoại của mấy bạn. Ghi đấy đúng không? Ghi cho cô đi. Ờ, hôm nay iPad của chị hết pin nữa, con phải trả điện thoại à. Ghi đấy nhá. Không nào. Ghi đấy. Không rồi, đâu rồi. Akidek nhá. À? Akidek âm K Akidek. Ngọc Đức vậy hả? Ngọc Đức nào? Chị con này đâu rồi? Không vào lớp à? Vắng nhá. Thư ký ghi cho cô cái bản công này. Ngọc Đức nào? Con Ngọc Đức. Ngọc Đức đấy hả? Dạ, Ngọc Đức ạ. Con xe để mình bài con lên trên máy cho mình. Ok. Con chưa làm cái bài Excel này ạ. Chưa làm được Excel lên. Excel lên. À, con chưa làm Excel lên hả? Excel lên hả? Mình chẳng nhớ xem được. Tôi đi ra ngoài đi xin học mà lấy. Hay chia các động từ sau ở thì hiện tại đơn nhá. Đấy. Thì hiện tại đơn. Đây các động từ trong ngoặc bạn chia cho cô ở thì hiện tại đơn, được chưa? Chưa
thấy chưa? Cô thấy à. Đây rồi, thấy rồi, bỏ cái enable editing đi. Bỏ cái biểu tượng enable editing đi. Đó. Rồi. Bây giờ đọc nào. Bây giờ nhá, con thực hiện cho cô nhá. Cô mời một bạn là đọc cho bạn công làm. Hai bạn cùng làm cho cả lớp xem câu A. Các bạn theo dõi nhá. Nào bây giờ bạn Phương Anh đâu rồi? Phương Anh đâu? Dạ. Nào Phương Anh đọc cho công làm này. Câu số 3 nào, công thực hiện. Vâng ạ. Hai bạn cùng làm nhá. Vào một cô nhưng mà có một file có một file nó có tài kia không bấm lại không bấm lại cái xe con Công 1 bạn sẽ chia như nào đây? Master thêm AES thêm S. Đúng rồi. Tiếp nào câu 2 nào. Từ M A K E S Mix. Yep. Câu này là gì? Answer. Thêm S. Bụng không thấy đâu ạ. Tiếp. Thêm S. Size. Đọc là nghe. Nhớ kỹ. Cái từ này là size nhưng mà khi thêm S đọc là size. Yeah. Size. Tiếp câu 6 nào. Use. Có thêm trên màn hình của con là có cái số nào thêm S hai can you mà can you mà con có phải không ạ you làm sao S được con không phải không là gì you làm sao mà thêm S gì ra được nguyên yep it gì đây câu 7 it is rồi the day câu 8 nào có con ra kết quả chưa đủ không? Ba xong rồi ra kết quả. À, đúng rồi. Tiếp. 9. À. Và câu 10 nốt nào? Tức là nó không hiển thị cái số 2. À sao? Cái số 2 có chỉ. À, thế bây giờ con chuyển sang câu tiếp theo là câu số 4. Đâu là đứt rồi rồi. Câu 6 này nhé. Thứ nhất là đi về you là phải về nguyên thể. Hai là can là động từ quyết luôn luôn gì? Luôn luôn là. Nào làm cho cô một luôn. Câu 5 đi. Làm cho cô câu 5 đi. Làm cho cô câu 5. Câu 5 này. Câu 5 là hiển thị trang tính product list. Con xuống cái phòng dưới này này, con tìm đây. Tìm à, con này có bị nhầm nhá. Phải là father đấy chưa? Con chấm chấm vào đây nhá. Đó nào này. Đây là số con chỉ đây này. Bình kỹ C. Tại sao C? Tại sao? Có chữ nào? Làm cẩn thận vào nhé, đừng có làm chậm. À, làm đừng có ẩu. Mình làm nhanh nhưng phải cẩn thận vào. Đấy, bây giờ làm cho cô từ 2 đến 6. Đấy mà, cái chuẩn chuột cô để cho màn hình. Đấy mà, chuẩn chuẩn cô thì mình cho mình. Nhưng mà cô bảo là câu số 5 người ta bảo là
hiển thị cái trang tính của đấy. Trang tính ở dưới này mà. Đây này. Cô trông bật 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 các bạn. Này nó không phải chuyện này. Cô xong rồi. Chuyện này cái gì mình đang là học thì bạn nào trả thế cho con. Đi. Bây giờ mình đang học thì ai trả thế đi rồi. Thế cô hướng dẫn cho con bấm vào không được lên thì cô. Listen. Listen. Đây 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 con chuột có con không nhìn thấy chuột cô ạ. Đây. Câu năm nào? Was. Was. Then she tên tên ở đây đấy bấm vào mũi tên đấy season trái này season nhá season đấy run bấm vào rồi đúng rồi đấy rồi công a này họ bảo là chuyển đến cái ô đầu tiên của chữ hôm nay con vào chữ d này lên box đi vào lên box đi box ở trên thanh công cụ ấy góc trên cùng bên trái này đấy B21 đấy vào đấy gõ vào. À, không có bấm vào mũi tên đấy. Rồi tìm đến cái tên câu 7 nào ai ô mà có chữ không ngay con ơi con vào lại cho cô hôm đi con bấm lại hôm cho cô này để cô xem lại hôm này C file em select là câu 9 nào con này đi lại rồi 10 nào ai ai rồi như bạn đã chở cái em bộ editing cái sai không ạ? Đã tắt đi à? Con lấy chuột lại ra ngoài đi con, con vào lại. Rồi con vào lại hai em và lại bấm lại bấm lại. Cái này thì nó ra rồi. Như vậy là tùy từng cái. Cô gái ta không chọn cô mai. Đây là cô mai. Cô mai là cô mai. Okay. Ok. Ok. Rồi đấy sang đấy rồi. Nó bảo vào bộ đắp lít rồi rồi. Rồi select. Go to special. Commands, the OK. Not sell. Say not sell. Không có ô nào. Rồi bài này cho cô nhé. Và lại cho cô đặt vào lại. Rồi. Không có xe nào không? Không ai. Là cái cô B này. Cô B là di chuyển đến cái ô mà có tên là Perry Bus. Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Cái này thì đúng rồi. Cái này đúng rồi, con nhìn là tên nhìn là name box ấy. Mà tôi có cái query first. Đúng rồi đấy. Đấy, di chuyển đến cái vùng. Câu tiếp theo là cái vùng. Thế sẽ thì mà. Tôi xây. Xeo F và name box có F và có một luôn. Peter have glasses in the morning. Oh, có phải Peter have không? Peter has. Đấy, như vậy là di chuyển nhẹ ba. Kéo câu hỏi đó. Kéo câu hỏi.
Thứ hai xéo câu hỏi. Tôi phải say à. Rồi em bài 41 people. Ok. Đó, chính là cái chỗ đó. 41 people. Ta bảo là tạo cái hack ring đến cái vùng hill đó. Hôm qua thì mua thêm trước rồi, con này chắc làm tốt. The people are listening to đây là câu hỏi từ các bạn hiểu chưa? Câu hỏi từ trên xuống dưới. Đơn giản như thế bốn lần. Gì? Chỉ có là di chuyển đúng không? The teacher is speaking English. Bài này nhá, nếu bạn chọn đáp án là the people are listening to her. Toàn bộ câu 5 là di chuyển nhé. Cái cách di chuyển trường. Ai? Her dành cho gì? Lúc đấy đã. Thế thì có phải nói là the people are listening to their teacher. Ví dụ như thế cũng mới được. Còn câu 3 và câu 4 là tìm kiếm. Mà ví dụ như bạn nên tìm hơn. Chúng ta còn một file và nếu như có điều kiện là chúng ta chú ý một cái nữa là có một phần là tìm trong sheet hay là trong worksheet rồi tìm kiếm có điều kiện thì chúng ta mở thêm option có định dạng thì chọn format thế thôi. Toàn bộ nội dung cái bài số 2 giúp cô tải vừa cô sao bài tập ở đây nào các bạn. Cô sẽ để cô đưa thành bài tập. Câu 1 thì mình bỏ qua nhé. Câu 1 thì mình bỏ qua nhé. Câu 1 thì mình bỏ qua. À không, câu 1 đã làm được câu 1. Rồi, rất là cố gắng. Đã làm được đúng không? Đã làm 2 câu cuối cùng đúng không? 2 câu di chuyển. Tôi chúng ta sang bài tiếp theo. Hôm nay chúng cô vào cô giới thiệu của chúng ta bài tiếp theo là bài câu 2 nữa. Bài tiêu đề hàng và công thức bài này. Câu 2 là A. Là không B, B, B. A nghĩa là gì? Từ này nghĩa là gì? A là bàn chân. Cái từ này nào? Học từ lớp 4 thôi nhá. Học ở bài mua. Một bộ phận trên cơ thể là cái gì? Chúng ta vào bài chúng ta là bài công thức chest là cái gì? Đây là cái lồng gì? Lồng ngực. Lồng ngực. Neck là cái gì? Câu hỏi luôn. Cái neck. Cổ. Đấy ghi vào đi. Công thức mà có đặc điểm là do người dùng tạo ra. Do người dùng tức là do chúng ta tự tạo ra. Nó gồm có hàng này, địa chỉ của ô và các hàng này. Bắt đầu của công thức là dấu bằng. Tiếp câu 3. Ví dụ có công thức A. Thứ nhất là bằng 10 cộng A1 nhân nhân chỉ của cô là dấu sao. Nhân 2 thì ở đây 10 và 2 là địa là hàng số. Còn A1 là địa chỉ của ô. Rồi, thứ 5, công thức thứ 2 đi. Là bằng xăng mở ngoặc A1 2.10 thì ở đây công thức này cũng có sử dụng đến hàng của Excel bằng xăng. Rồi bây giờ là hoàn thiện các câu ở A cách chọn một cụm từ thích hợp. Bắt đầu bằng số bằng và nó gồm có hàng, có địa chỉ rồi có cả có thể là có sự kết hợp đến hàng của Excel. Cái khái niệm thứ 2 trong bài này đó là hàng Excel. Hàng thì nó trái ngược với công thức ở chỗ là nó do Excel tạo sẵn rồi, người dùng chỉ việc đấy có sử dụng thôi. Tuy nhiên là có đặc điểm giống hàng mà khi chúng ta dùng trước khi dùng hàng, tức là khi chúng ta dùng hàng ấy, thì chúng ta phải có cái dấu bằng, có dấu bằng trước tiên rồi chúng ta mới có tên hàng. Ví dụ cô có hàng Everest, bắt đầu ở dấu bằng này. Tiếp theo là tên hàng Everest. Everest chúng ta biết là tính trung bình, mở ngoặc B1 2.10
Khi nào đi làm xong tiếp theo thì chú ý cho cô về cái cú pháp. Cú pháp, cú pháp là gì? Cú pháp thì trong trong những môn môn toán, môn lý, môn hóa, môn sinh thì các bạn cứ thay đổi những công thức. Thế nhưng mà với tin học thì các bạn gọi là công thức khác. Tại sao lại gọi là cú pháp? Bởi vì cái tin học, tin học nó có quy định riêng. Tin học tức là với trong tin là chúng ta phải gõ một cách rất là chính xác, làm việc rất chúng ta gõ rất chính xác từ dấu chấm dấu phẩy. Nếu như thiếu sót một cái gì đó thì bản tính không thể thực hiện được. Nhưng mà công thức ở bên ngoài thì có thể các bạn thiếu một cái, ví dụ như từ xăng này nọ thì bạn có thể thiếu mức sự ung. Nhiều khi chúng ta người không nhìn mà chúng ta vẫn luận được là bạn đang dùng cái hình xăng. Nào câu một nào, câu một là đi, không thể hiểu nó là cái gì. Câu một với đi họ có cái sự khác biệt ở giữa cú pháp với công thức là câu hai với a làm này. Câu 3 với B, câu 4 với E, câu 5 với C. Từ viết như sau, tên hàm, theo sau là dây chắc các tham số. Tên hàm ở đây cô để giữa nhỏ, có nghĩa là tên hàm bắt buộc phải có. Còn các tham số ở đây thì có hàm nó có tham số hoặc cũng hàm không có tham số. Ví dụ cô có hàm xăng, bằng xăng A1 2.50. Ở đây hàng này là hàng có tham số, đấy là có tham số từ A1 đến A10. Với cái địa chỉ mà nó liên tục thì chúng ta để như thế, còn với địa chỉ nó không liên tục thì chúng ta có thể để nó là dấu chấm phẩy như thế này. Ví dụ tôi tính tổng từ A1 đến A1 7 A3, tức là tổng hai ô A1 A3 thì tôi để là dấu chấm phẩy. Còn nếu như mà từ A3 đến A1 tức là nó liên tục thì cái này là dấu hai chấm. Ví dụ và có một cái nữa đó là cái tham số ở bên trong hàng thì nó có thể là nó là hàng số như thế này, có thể viết như thế này, vừa là hàng số vừa là địa chỉ, cũng có thể nó là toàn là địa chỉ hoặc nó cũng có thể là toàn hàng số. Và một cái hàng nào là hàm không có tham số, bên trong nó không có một tham số gì hết, mà chúng ta chỉ để nó là tham số một bên trong. Và có thể kết với công thức, đây ví dụ như cô có công thức là A2 cộng B3 cộng với xăng từ C1 đến C5, thì ở đây hàm xăng này kết hợp với công thức mà chúng ta tự tạo ra. Bài tập nhất cô để ở trong cái phần này. Các bạn nào chưa chú lấy thì các bạn chú ý cho cô hiểu general. Đây thì các bạn làm cái cô là môn tin này. Các bạn lấy tất cả bài tập chú ý cho cô. Lấy cho cô nhé, ta đây lấy nhé. Bây giờ lấy xong rồi thì các bạn mở ra và các bạn mở cho cô cái phần bài tập công thức. Sau đấy thì chúng ta tiền của từng mặt hàng một với yêu cầu như trên, tổng tiền bằng số lượng nhân với đơn giá, chúng ta tạo công thức tính tổng tiền. Một bạn làm cho cô nhé. Bùi Ngọc Linh nhỉ? Bùi Ngọc Linh nhỉ? Bùi Ngọc Linh đâu? Ngọc Linh nhỉ? Bùi Ngọc Linh nhỉ? Nào, câu 1 sẽ là gì đây? Bùi Ngọc Linh bán ạ. Học lên đáng hay trở lên. Where is the TV?
No. Con nhớ cho cô khi câu hỏi có yes no thì phải bắt đầu bằng gì? To be. Hôm nay có một số bạn. Sao hello? Is there? Is there a TV? Hả? In. Nhưng con thấy không hợp lý lắm, phải là chọn một trong các phòng khác chứ, bởi vì nếu là in bạn in cho bedroom thì họ phải trả lời yes chứ dạy no. Sao lại is there a bedroom in your bedroom, nghĩa là trong phòng ngủ của bạn không? Thế thì câu trả lời là không, không có cái TV ở trong phòng của tôi. Yêu câu hai nào. How far from? No. Villa. How far your school from? Villa. Your house. From. Your house. Your house. To school. To your school. Tùy to your school hoặc to your school đều được nhé. Bây giờ con viết cho cô một câu để vào đi. Hỏi về khoảng cách. How far is it này, from địa điểm A nhá. Để con làm to B. A nghĩa là địa điểm. Một địa điểm này. Con tên gì này? Được chưa? Là từ A đến B thì là bao xa? When is the film? Có chỉ biết thế không? Tập câu hỏi là làm cô. Cô ơi, vừa nãy con bảo là mình tính con có hết pin, con đang phải sửa điện thoại à? À, dùng điện thoại là cô tính tổng tiền. Giờ su, giờ black su. Giấy đen này là của ai đúng chưa? Bây giờ mình sẽ làm cái phần đề. Mình sẽ làm học một chút về mover nhá. Cô gửi lại cái mover 3 với mover 4 thì cô. Cô gửi rồi mà. Nhưng con có tìm thấy đâu. Mất rồi cùng. Nhưng sao con không ấy ngay từ đầu đi? Cô gửi rồi mà. Bởi vì lúc đấy con còn ít giấy quá. Không đủ in cả một quyển mua vào. Hôm nay mới đi mua một tập giấy. Con nhá. Tính cột tổng tiền bằng số lượng nhân viên giá. Bây giờ bạn tiền xăng 3,1. Trước khi tiền hàng thì phải tiền hàng này. Không phải là khi sử dụng hàng mà tương tự. Chúng ta phải có phần số bằng chứ đấy. Tăng xăng nhỉ? Mở ngọn. Vâng, cô đấy là tính tổng từ cột 3 đến cột số 11. Ở bài này cô chưa yêu cầu tính ấy nhé, cô chưa yêu cầu dùng hàng. Bài này chưa dùng hàng là bài này sẽ tổng tiền bằng số lượng nhân viên giá. Tức là con tính tổng tiền cho từng mặt hàng ở đây này. Mặt hàng thứ nhất là táo này. Chưa, không được làm xong thì đơn giản. Bài này cô ghi rõ là bài này là
tính yêu cầu là tính tổng tiền của từng mặt hàng với công thức là tổng tiền bằng số lượng nhân nhân với đơn giá. Bây giờ con thử lại trong cho cô cái mà để bắt đầu công thức bằng số gì? Số bằng số bây giờ cô gửi nó lần này nhé, xong con phải không tìm ra được đâu. Được chưa? Rồi enter. Đúng chưa? Thế còn tiếp tục là hàng chuối. Một nữa. Cứ làm như thế này thôi. Và như thế này thì nguy hiểm quá nhỉ. Như thế này 100 mặt hàng có làm 100 cái tính à? À bây giờ chúng ta nhớ lại cái ô vuông nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của con trỏ ô đúng không? Đây là cái mũi copy đúng không? Mũi này là để copy hoặc copy dữ liệu để đưa vào đây. Cô đã gửi gì đấy? Chưa. Chưa để thực hiện từng bước đến. Vâng ạ. Thì khi mình để copy thì cho thấy kết quả không ạ. Không không. Vậy kết quả bị sai. Để sửa như ở đây nó sẽ là con chỉ có phương trung con bằng con phi công thức ở đây là 23 công thức đấy là 23. Vậy con nhớ lại trong công thức này, trong công thức nhá, nó có thể là địa chỉ, có thể là hàng số, có thể là hàng, ở đây có thể đang để hàng số, nó sẽ copy là để nó copy đi, nó bị sai chút là cái này mình đã học chưa nhỉ? Rồi chắc chắn là phải sửa lại cái công thức này rồi. Cái công thức này làm thế nào không những nó đúng tại cái ô này mà khi copy đi nó cũng sẽ là gì? Đúng. Không phải là cụ thể có địa chỉ nào mà liên hệ. Cái này mình cũng học rồi thì vâng tên gì tên cổ cổ đến tên mai âu tên hàng. Bây giờ nhớ lại cho cô nhé. Là sau các sau các từ như là thôi thì cái gì đấy nhân like sau các gì ạ? Sau các động từ như like này hay là enjoy là cái gì đấy? Động từ sẽ thêm in ạ. Nó thực ra là hai cách, một là thêm in hay là thêm to verb. Mà các bạn sẽ học thêm để nó thành số được đúng không? Rồi bây giờ trước tiên nhá thì cô hỏi một vài câu hỏi anh này. Dạ rồi ạ. Để địa chỉ. Để thành số đây là nó sẽ copy thành số là sai. Go to picnic. Go on a picnic. We go on a picnic. Go on a picnic. And what do you do with your friends after school? After school, what do you do with your friends? We play football after school. We play. Okay. And what do you like doing on holiday? I like watching TV. Okay. And now you will listen online. Oh. Bye bye. Bye bye. What is the boy doing?
What is the point drawing on the sand? On the sand? He draw a plane. He is drawing a plane. Okay. He's drawing a plane. And what on earth? What on earth? What's on her shoulders? Her shoulder. No. On her shoulder. Yellow. Shoulder là cái gì đó? Gì trên cơ thể của mình đấy? Quên nhiều quá. Ha, nghĩa là cái gì là trên vai của mình đấy? Shower. Shower. Bài tập cô để ở trong phần thông tin, các bạn lấy hết xuống cho cô nhá. Các bạn rõ chưa? Những bạn nào mà chưa làm được cái bài mà tìm cái từ ra đừng nhé, cái lệnh di chuyển, các bạn làm lại cho cô bài đó và làm lại cho cô bài công thức, đồng thời tải hết những bài tập này xuống. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục làm bài tập. And what's the woman drawing? The woman. The woman draw. No. Nào, con đây khi mà con nói con phải nói theo đúng thì của nó chứ. Nói the woman is drawing a dolphin. Okay. And where's the boy who is drawing a plane? Where is he? He's in the ví dụ bạn có thể nói là gì đây, nhìn thấy chưa, two rocks là như nào nhỉ? He is between two rocks là như nào? Cạnh hai tảng đá, ở giữa hai tảng đá, ở giữa hai tảng đá được chưa? Thì bây giờ bạn sẽ nhìn, bạn có thể ghi cho cô cái từ rock là tảng đá, và nhớ đã biết từ này chưa? Ghi vào đi. Nhớ cho cô là bây giờ nhá, học và phải tập trung học thuộc từ vựng nhiều vào. Từ vựng cứ quên nhiều thế này là không được đâu. Ví dụ từ shoulder này quên này. Từ towel quên này. Đấy toàn những từ dễ thôi mà vẫn quên. Now, write the words under the pictures. Ở đây ví dụ đây là cái gì nhỉ? Môn thể thao gì đây? Trượt băng là gì? Skate gì nhỉ? Skating. Ok, thế tiếp cái này. Comic. Còn cái này là gì nhỉ? CD. Đây nó có cái chữ này đầu tiên hả? DVD. Bạn nhìn thấy cái nó có DVD ở trên đây này, nhìn thấy chưa? Câu 5 nào? Piano. Và câu 6 nào? Swimming.
Khi mà tên có các thể thao, môn thể thao mình thường sẽ ví dụ như là động từ phải thêm gì? In vào nhá. Tiếp. What is this? Radio. Radio. Okay, and number 8. Table tennis. Table tennis. Bây giờ cô muốn bạn làm cho cô một việc đây. Bây giờ bạn đọc cho cô nhá. Đọc tiếng Anh của các câu này lên, được chưa? Rồi điền các cái từ mà ở cái bài vừa nãy, được chưa? Vào chỗ này. Nào, number 2, can you read aloud number 2? Can you do this after you jump into a lake or a pool? What is that? Swimming. Okay, number 3. There are funny story and lost a picture in this comic. Comics. Yeah. And number 4. You can play music on this pad. Half. It's half. It is black and white piano. Yes, number 5. These are films you can watch on a computer or CD player. This is a DVD player, not a CD player. DVD player. Yeah, they are, radio. They are DVDs. What? Đây là những people. He a small. Just bouncing in this game. Yeah. Table tennis. Hacker. Table tennis. You can listening to music or people talking on this in our car radio. Yeah, radio. Cái bài này về nhà nhé, là bạn cũng áp dụng các cái từ mà ban nãy mình vừa học ấy. Đấy, thì để làm cho cô bài này. Cô nhớ ghi lại mấy từ vào nếu con nhớ quên. Này, đây là như bạn quên từ nào bạn có thể ghi vào nhé. Thôi được rồi, không cần ghi đâu. Cái cô sẽ gửi cho con cả cái trang này luôn, được chưa? Đấy, có nghĩa là con sẽ chọn cho cô các cái từ ở cái trang này này, sau đó làm cái bài này. Đấy, cô gửi nhá. Cô gửi vào Zalo hình ảnh luôn. Cô gửi hình ảnh luôn nhá. Đấy. Ok, thank you, and see you next time, bye bye. Bye bye. Đấy, 10 giờ sáng thứ năm nhá.